Chào mừng các chị đã quay trở lại tiếp tục cái video kế tiếp. Đây chính là nguyên tắc thứ ba. Trò chuyện cùng với con quả là một vấn đề rất là thú vị đúng không chị? Nguyên tắc thứ ba mà tôi muốn chia sẻ anh chị để giúp cho con của mình nghe răm rắp đó là anh chị nhớ tôi thế này nè, là nói chuyện với con phải nói ngắn gọn, rõ ràng, không có dài dòng, gọi là nói ngắn gọn rõ ràng. Đôi khi phụ huynh chúng ta có một cái thói quen là nói một cái việc gì với con là kéo thê cái vấn đề ra, rồi kể câu chuyện cũ, rồi trách vấn đề cũ, rồi so sánh bạn này, so sánh bạn kia, rồi kể câu chuyện bạn A kiểu cái chuyện bưng bê là nói người này nói người kia, làm cho con chị cứ mỗi lần mà nó nghe người cha mẹ nói một cái điều gì đó thì trong đầu nó sẽ cảm thấy rồi đây, chuẩn bị có một cái bài giọng cổ đây, chuẩn bị có một bài ca con cá đây, rồi cứ mỗi lần mà người cha mẹ nói lên thì tự đứa trẻ nói là rồi nữa à, tới nữa rồi, rồi bắt đầu tiếp tục nữa rồi. Các anh chị biết không, rất nhiều đứa trẻ nó cảm thấy rất là sợ hãi và nó cảm thấy ngán ngẩm với những gì người cha mẹ nói. Và nó có một xu hướng thế này nè, anh chị phải nói rất nhiều. Người cha mẹ cứ nói hoài, nói tới nói lui, rồi cứ trách con. Quý vị biết không, có một số phụ huynh học trong mấy khóa học của tôi á, đến nói tôi thế này là thầy ơi, em không hiểu tại sao đó, mà con em nói hoài, nó không nghe, em chán gì đó, em nói nó bao nhiêu lần luôn, nó không có chịu nghe lời của em. Thì tôi mới nói anh chị thế này nè, khi mà anh chị rơi vào trường hợp đó, anh chị đừng nói nữa, bớt nó lại. Anh chị càng nói nó càng phản tác dụng, bởi vì khi mà mỗi lần mà anh chị nói thì con anh chị nó cũng sẽ nói với chính nó thế này, nó không muốn nghe chúng ta nói nữa. Do đó cái nguyên tắc mà anh chị trò chuyện con để giúp cho con anh chị thích nghe và thật sự nó nghe răm rắp mình đó, là nói ngắn gọn, đơn giản, xúc tích, và nói làm sao để cho con anh chị nó cảm thấy nó tập trung và nó cảm thấy phấn khích, đó chính là nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, không có kéo lê cái vấn đề của mình ra, đúng không? Và tôi tin rằng anh chị có thể làm được. Hãy cắt bớt đi những câu chuyện so sánh, hãy cắt bớt đi những câu chuyện trách móc con của mình, hãy cắt bớt đi những cái câu chuyện mà chúng ta dạy đời con mình trong qua cách nói chuyện cùng với con, ngắn gọn, xúc tích và thể hiện cái sức mạnh của mình, cái tình yêu thương của mình dành cho con, đó là điều quan trọng. Are you okay? Xin mời anh chị hãy xem những cái video kế tiếp.